Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn lại quay trở lại với review supplement ha. Ok, mình là Chí đây. Thì hôm nay trước mắt các bạn đây lại là hai cái sản phẩm đến từ nhà Evogen. Như các bạn thấy đây, EVB 3D và EVB Extreme. Thì các bạn chắc chắn sẽ các bạn sẽ thắc mắc, ủa sao tại sao lại review mà lại cho hai em lần à? Không đâu các bạn ơi. Thì hôm nay á mình không review như là các video trước. Thì nếu mà các bạn muốn xem review của hai cái video review của hai sản phẩm này thì các bạn bấm vào chữ Y ở trên góc màn hình bên phải tay của các bạn đây. Thì các bạn bấm vào đó thì các bạn sẽ xem được những cái video review về Extreme nè, 3D và các cái sản phẩm khác ha mọi người ha. Thì tại sao mình lại để Extreme và 3D ở đây? Thì hôm nay mình sẽ mix lại, tức là mình sẽ hướng dẫn cách mix lại, cách sử dụng như thế nào thì về mix lại có được hay không ha mọi người ha. Thì hai sản phẩm này mix lại với nhau sử dụng thế nào hợp lý và đối tượng sử dụng thế nào. Ok và luôn. Thì Extreme thì các bạn biết và 3D thì các bạn cũng biết rồi, thì hai sản phẩm này là hai sản phẩm rượu cao, một cái loại thì có caffeine, còn một loại còn lại không caffeine. Thì nó chỉ khác thành phần thì giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau một bên là 3D là một sản phẩm không caffeine dành cho những cái thời điểm mà các bạn tập bị giấc giờ chiều tối nè, sợ bị mất ngủ nè thì các bạn dùng 3D. Còn những cái giấc mà sau trước 3 giờ, bởi trước tầm 4 giờ chiều đi, trước 4 giờ chiều thì bạn muốn có buổi tập hiệu quả nè, tỉnh táo hơn nè, thì Extreme là một cái sản phẩm mà các bạn sẽ lựa chọn ha. Thì hôm nay mình muốn trả lời cái câu hỏi mà lúc trước có một bạn hỏi mình là ghép hai sản phẩm này lại được với nhau được hay không và sử dụng thế nào là hợp lý. Thì hai sản phẩm này bạn ghép với nhau được nha các bạn. Thì hai sản phẩm này các bạn mỗi thứ một muốn để cho các bạn tạo ra một cái buổi tập gọi là hiệu quả hơn, năng suất phải gọi là tột đỉnh hơn mọi nha, năng suất phải gọi là đến đỉnh điểm maximum của cơ bắp luôn chúng ta ha, của chúng ta luôn. Thì Extreme nó có caffeine, còn 3D không có caffeine. Thì những cái thành phần nó giống như nhau như mình đã nói và nó chỉ khác nhau ở caffeine thôi. Nên á, nếu mà các bạn muốn giới hạn lại lượng caffeine, không muốn sử dụng hai muỗng Extreme thì các bạn có thể dùng một muỗng Extreme này kết hợp chung với một muỗng 3D này để gia tăng những cái thành phần bơm máu này, cái thành phần mà cho các bạn sự mạnh này, cho các bạn sức mạnh, cho các bạn sự phục hồi này, nhưng lại hạn chế bớt đi lượng caffeine trong một ngày ha, bởi vì bạn không muốn cái lượng caffeine nó quá cao đi chẳng hạn. Ok, và cái sản phẩm này khi mà mix lại với nhau á, nó sẽ cho bạn một cái khối lượng về các chất như mình đã nói, một khối lượng tốt, một khối lượng cao hơn cho các bạn mỗi cảm giác và tập luyện và là một cái hiệu suất cao hơn nhiều, cho bạn có thể cảm nhận được buổi tập của bạn hiệu quả hơn và không bị ảnh hưởng bởi một cái lượng caffeine quá lớn, vì hai muỗng này nó có tới 400mg caffeine, cho nên bạn không kiểm soát được cái mức caffeine đó và các bạn có thể bị trầm cảm, gọi là say sẩm mặt mày này, tim đập nhanh này, khó kiểm soát hành động này, vân vân và vân vân, hay còn huyết áp cao nữa. Thì các bạn có thể hạn chế bằng cách ghép đôi hai sản phẩm này lại nè. Và đối với những bạn mà muốn có được một buổi tập hiệu quả hơn nè, muốn đột phá hơn, muốn có một buổi tập gọi là hiệu quả và maximum cơ bắp của chúng ta hơn, thì các bạn hãy mix hai sản phẩm này lại với nhau nè, để cái lượng nào là cái lượng những chất bơm máu nè, những chất cho bạn mang cho bạn năng lượng nè, những chất mà mang cho bạn được sự tỉnh táo nè, tập trung nè, giảm stress nè, vân vân và vân vân, để cho các bạn có một buổi tập hiệu suất thật cao và vượt đi cái ngưỡng của cơ thể chúng ta, đẩy mức tạm mới hơn theo mọi người ha. Thì hai sản phẩm này biết như thế nào? Đây mình sẽ chia sẻ là cái mẹo của mình. Thì mình thường sử dụng một muỗng này chung với muỗng này như thế này này. Mình sẽ uống muỗng này trước đó để cho nó lót caffeine trước ha mọi người ha. Uống muỗng này trước, xong sau đó mình sẽ lúc mà uống muỗng này mình sẽ cho mix nửa muỗng này vào, thêm một nửa muỗng 3D và Extreme để mình uống ha. Rồi xong sau đó vào khoảng tầm trước buổi tập 10 phút mình sẽ thêm một muỗng này nữa, tức là mình dùng hai muỗng rưỡi lần các bạn ha. Thì mình dùng tới hai muỗng rưỡi lần, mình dùng một muỗng Extreme này và mình dùng một muỗng rưỡi 3D này để mình đẩy được cái mức mà trao đổi cái năng lượng cơ thể lên, mình đẩy cái khả năng trao đổi năng lượng cơ thể lên một mức cao hơn cho buổi tập hiệu suất cao hơn và để cảm nhận được cái sự chăm chích, cái sự thôi thúc của cái buổi tập đó. Như mình đã nói là cái sản phẩm này có betanolin đó, nên là khi mà bạn dùng một cái khối lượng lớn như thế, nó sẽ thôi thúc bạn, chăm chích bạn, giống như là cái cảm giác râm ran như là kiến bò vậy đó, nó sẽ làm bạn khiến bạn muốn nhào vào phòng tập ngay và luôn ha các bạn ha. Đó, và hai cái sản phẩm này mình cũng đã từng review một cách rất là
sâu, thì các bạn thì mình nhắc lại là các bạn có thể bấm vào cái đường link bên trên để mà xem lại những video và có thể xem lại các video review khác của các sản phẩm khác để tìm hiểu thêm cái sản phẩm này, về cách xây dựng sản phẩm này, và cách biết một số sản phẩm hay là cách dùng những sản phẩm này với sản phẩm khác ha mọi người ha. Thì và mình xin đến chính lại đó là hai sản phẩm này các bạn có thể kết hợp được với nhau và sử dụng nó một cách xen kẽ nhau cũng được ha mọi người ha. Nếu hôm nay là mọi người tập sáng nè, đó mọi người cần một sự tỉnh táo, một cà phê viên trải ngày trải da trong một ngày, thì bạn sẽ dùng ngay một muỗng extreme đến một muỗng rưỡi extreme đó để cho bạn có một cái buổi tập hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn. Còn nếu mà bạn tập vào giấc chiều nè, bạn bận rộn và bạn đẩy cái giờ tập vào lại giấc chiều, thì bạn sử dụng một liều đến một liều rưỡi đến hai liều luôn cũng được EV Gym, EVB 3D, mình xin lỗi EVB 3D ha, để các bạn có một buổi tập tốt hơn mà không ảnh hưởng tới giấc ngủ của chúng ta ha mọi người ha. Bạn mới nha, những bạn mới thì không nên kết hợp một uống này với một uống này đâu nha, bởi vì nó sẽ làm các bạn như uống điên lên mất đó, cái kiểu gì nó làm cho các bạn hưng phấn và hưng phấn quá mức, nó sẽ đi quá hạn bản thân chúng ta. Thì các bạn có thể mix nửa muỗng này và nửa muỗng này ha, để làm quen với sản phẩm ha mọi người ha. Đó thì đối với những người mới thì không nên mix một lần hai muỗng đâu ha, ok đó, bởi vì khi bạn có hai cái sản phẩm này rồi thì bạn sẽ luân phiên được cái buổi tập của chúng ta một cách hợp lý hơn, và chúng ta không phải lăn tăn là bây giờ tôi chỉ có một buổi rèn này thôi mà tôi sợ mất ngủ quá, bây giờ mà tôi muốn cái hiệu quả buổi tập của tôi nó tốt nhưng mà bây giờ tôi uống vô thì lại mất ngủ thì lại ảnh hưởng tới quá trình phục hồi của tôi thì lại không được. Thì đó, đây hai sản phẩm này sẽ là hai người bạn đồng hành trong quá trình tập luyện chúng ta, cho chúng ta một buổi tập hiệu quả và chúng ta sẽ xoay sở được cái tình trạng mà chúng ta tập chiều hay tập sáng ha mọi người ha. Ok, nếu mà mọi người còn thắc mắc gì mọi người hãy comment, mọi người hãy xuống phần link mô tả phía dưới để mà tìm hiểu thêm. Còn nếu thắc mắc gì thì nếu còn mình tư vấn thì các bạn hãy vào cái bay sản xuất bên mình để mình tư vấn trực tiếp cho mọi người. Còn những bạn ở gần khu vực quận 9 nè, Thủ Đức nè, các bạn hãy đến 937 Phan Văn Con, phường Linh Tây, quận Thủ Đức để đến mình tư vấn trực tiếp với sản phẩm này và giúp các bạn trải nghiệm và sở hữu sản phẩm này ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.